đang con cá cá mể này nè đang còn ở đang còn ở ngay mày thì chi đi thì nhà nước mới kêu gọi nghe chúng nhau mới đi đi lên gương thì nó bảo vệ tổ quốc hay là đi hố cắt nghề của nó là đang thôn là đang cũng nói đều cũng mà đưa thì đi lên gương đi bảo vệ tổ quốc không phải đặt nên thì mới phải đưa xuống như thả thả đó lên xe đó đi lên gương thì sau khi đi dự án kìa thì khi lệnh nhân lúc thì nó còn dự án trước kia nó vẫn hạ hết nên đưa lên đường đưa bảo vệ tổ quốc để ngày này nó cũng là anh em của nhà mình đi ô thì nguyên thì ở đây là còn gì triển khai nó để đi cám thế là còn bị còn anh em nhưng đi thì nó còn ngay lên đường về các nghỉ các bà các nghỉ luôn là nhà cái phí là còn bảo vệ tổ quốc cho nó hoàn toàn tốt đẹp như thì một nhà đi nên hầu như là giải phóng cái nó thì nó còn để viên sư công chủ công nghệ công gia đình viên nghệ vui vui quý em mà bạn ก็อันนี้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 ก
来别呀当当啊chạm bồ ngơ mê lòng à nhang phê luận à cư hồn à yêu anh à đi ơ con à việc ơ đại nhà ơ ê hoàn à tại nhà nhắm bụt lơ bê lơ quê hương à ra tôi à gian nên đi nhớ đến giặc trò ở sông ở miệng à nam dài vòng ê nhà quê là quê hương à tôi mà về nhà đi bữa đau ở nhà bảo chế định hà giới vài tiền quân để ủn na chín nợ tăng một chiếc căn nhà treo rải nga ơi căn nhà treo chữ kia niềm hỡi trang em đi nhớ lều nàng đời ơ quê cơ ngày nga ơi thầy nga đi ơ un ơ lại à ơ nhà ơ chạm màng ca đục quê để mà to nhanh nhà ra un nà ơi un nà thì chín tăng chờ khăn ở xeo khi vui em lâu mặt khi buồn lo chạy rải nga hơi nhà đi un nó un tàng gạn ở theo ngày nó mang như em nhà dơ lên nhà tay ruồn nà yêu ơi ôn nà xin tăng bồ cái man để ngơ đi chiến ở đâu bạc phong ở rừng khoai thượng rải nga ơi ôn à thương em ôn tàng khàn cài ơ man ơ đưa em bạc vòng khỏi rồi mọi bùa ra ôn ơi sẽ hà ôn xin tăng bụt nơ vang kèm sẹo
quyền chạy chạy trang viên thứ rải ngã ơi buồn thương hồ buồn tàng bụt bạ ơi hồ nghèn nó mạng nhớ anh thì biên thư ra hồn à yêu ơi anh hà đi nhóm vụ ra trang anh hà đi cạnh nhà dư vậy thì nước non cơ ngày nga ơi anh nhà hôm đi một đoàn tội ở gian ở đền nhà cho mỹ cút mỹ nhau lăn quậy ra hồn à yêu anh hà đi cánh nhà dư biển cương vào hà nhiều tại sung anh đứng mà quên dài nga ơi người nhà quen đã đời linh rồi à ơ nàng ơ về nhà chẳng bỏ cùng kẻ bãi nàng mà lọt hồn à anh hà đi vai quét sạch giặc ở nước cơ nam xoàng khẩu hà này ngày ở lại những nàng nơi ở quê cơ ngày nga ơi nhà đi đi nhắm phù linh nhà ở đường ở hồn nà ơi à ở lại chợ quê nhà em nhà họ cô nghèo ơi em hà đi bố đội mà khảo quân chờ kìa cô gái mà đò mùi áo mà đừng yêu cơ ngày nga ơi em nhà đi nhớ chiêng ôn lợi à răng ơi nhà chẳng gà chốt mẹ nhà rơi rôm bao nó ôn à yêu em hà đi vai giữ vững chờ lối thế đền tàn giặc ngơ mi em về bên em cô ngày nga ơi người nhà đi em hó chín dàn ồn à ơi nàng ồn à ơi ở lại lòng à nhà đứng đi chửi cô ngày ồn à ơi em đi ồn ở nhà ồn giữ toàn tinh em nghe đó ồn nó đi dùng khả năng nó thôi bộ chấm về việc nhà chạy em nghe đó em cứ đi nhiệm vụ nhân nước cho nó hoàn thành nhiệm vụ đi chỗ mà đang ngủ mà lủng mà lang vừa quậy uốn cái này nhất chỉ đâu uốn này đây khi anh thời gian này chắc chả là anh phải quay với nhưng mà thời gian đi vẫn đi để giặc nên là chắc chắn nó là vất vả đây khi anh viên nó kéo chậu kéo kha đây uốn chứ mà chỉ anh có hai đứa với chịu chi quan không nhà đi nó yên rồi à ơi ông quay lại nhà mình mà ở trời rơi hồn hà yêu ơi em hà đi hún na mòn nhờ chờ đi theo những bào hà lô hún lê gửi cho em trang mang theo ra hành hà ơi mình nhà em đi nhóm vua hàn lên ngã đường nhớ ồn à ơi ở lại ngõ bộ mẹ kha nhà cứ ồn à yêu em hà đi ồn à vai nhớ chờ vai ở sâu cơm mà ăn chả có ăn ăn trâu đỡ đôi em rải ngã ơi nhà đi
nước nguồn ở lại quê mường nồng thì chuyện đâu anh ngày nhớ anh về là un đi đón em anh cứ un xa em un đuôi nhát kí anh sang bình ngơ mình ngơ thì un tình ngơ rơi bên mình ngơ có em rải ngã ơi un à ơi ơ lại ra em đi ra hãy trời ơi bà năm hết nhầm phun đôi quê rải ngã ơi. Con chồng nó con. Dạ, con đang chồng nó đuổi anh thì anh nó bỏ xác quân đây đó con đang đuổi anh thì anh nó với nó đuổi với nhà đó công bố công mỹ đó. Dạ. Con chồng nó đuổi đó con hay. Dạ, em ba hôm nay vô dùng nhà ung nhà bài bài. Ừ, dạ. Chưa, cái đi lĩnh mới 3 năm nữa vô toan. Anh em lang xóm này thầy đuôi quan bù thầy đuôi là thằng chàng hết nhà mũi hết tới giờ đẹp khi đi rồi con nhà tốp liêu lơ đủ nhung nhang này mình nhìn toàn nhà xây đàng hoàng nhìn bảo vệ tổ quốc bảo vệ cho nhân dân mấy đứa nó ăn suối ướt đẹp đấy như đó tốt quá đấy anh chứ. Cần mình biết là nhà cửa mình khi lần khâu đó âm la nó đổi mái đó cái có em biết cho mất cả lũ chuyển xiên nên là răng mày xa quân á mà chủ cá đây em biết bố mì răng âm mất quân thì nó đi đoàn anh em nó mất răng nó đi nọ có em lộ à anh với tụ lại uẩn ơi tiếp đây là lang mi đó cái đi thì chưa có la cái thì kia khi đi vừa nhà à điện đầm nhưng mà thường là sang trang họ tụ đẹp ra ba năm một đuổi mà uẩn mang nhớ mang xuống anh luôn mà đuổi ấm mất mấy tiếng luôn nó em với lộ đi đây giờ mày đi đi anh đi hoàn thành nhiệm vụ lại uẩn đây vì buổi chiều đến là mình vừa gia đình mình kha đã o và gì nữa là hoàn thành nhiệm vụ là miền Nam để giải phóng cơ đó cơ vang cắm tung bay đây sau mặt đường đây. Thế ùn à đi mà ra cái đầu đang đợi à em về để chơi dùng gia đình bên nhau ra giỏi nga ơi. Bước ngà chân về cái xóm mặn ở làng nhiều bưng anh thời gọn đường bơ vơ rồi ồn à dâu ơi ba năm mà đắng đắng hôn mang ơ xương ơ hôm mà nay về đền ơ lung mà đền làng anh thầy
đôi mời rất nhiều chẳng yên ra giỏi nga ơi nhìn nhà quên ô đen xòm mạn ơ băng ơ kìa lăng gia chom nọ thì đôi thầy rơi ồn à chuông em hà quê ơ đơ bố mệt lòng ở nhà đàng à mong đàng đời vậy mà đưa con thử ra nề nghề nga ơi người à gian em đi chẳng còn lụa chẳng nàng ơi nhà họ vắng như mì như hồn nàng nhiều hồn rơi hồn nhiều hà đêm ma hồn na nhờ em khóc thầm kỳ nó hết chắc em mới về bên em ra nề nghề nga ơi ròng nắng nhiều đêm rơi ràng rằng ở tròn ở nhớ hàng quê nhớ chòm nhớ lang chăng yên rơi hồn yêu ơi em hà đi mà dư nọn ở sông ở bầy hà dư ùn na lê dư tròn ở tinh ếng đại nga ơ hay nga đi ếng lo ùn bàn đà ơ ếng nhớ ếng nhờ vi là gia ôn đoạn chàng y mang chữ là rơi hồn yêu ơi thương em ôn vai cho đời ba năm bao nhiêu tình cảm ôn gia danh nhớ cho em rải nga ơi sau đến nhà mình đi rồi em rồi em bây giờ có cái khác xưa chăng bên đình nhà mình đang buồn à đình nhà mình đây này cái cổ buồn cha đoàn anh đó để anh chỉ quên cả nhà đó đó nghe người anh nữa cái nhà mình thì mình chỉ đây ngỏ kia là thay đuôi đó nhiều nhiều với nhà đây hết sức thiết mình là chăm sóc các bạn em bây giờ có buồn mì kha đấy đấy ngày đuổi em máy luồng đêm luồng ngày buồn mì xương em cái nói là xa đang mặt đó, đó. Lúc đi anh nhiệm vụ như nước này giao trách nhiệm cho nó cũng đấy cho nên anh ấy phải đi ở đi cái việc nó xong cái đây đi cái ngoài người dân lên ngoài người thanh niên thì đi bảo vệ tổ quốc để cho nó miền Nam bên giải phóng bên Bắc mình là người là cái chuyện là vì khi nó cũng ở nhà là thì cũng về nhà đây mình do các anh mới đi bảo vệ tổ quốc cái này có người đi đấy cho có tao ba lần sao ấm nữa còn người là anh chi ở Hà Nội bố mệt lòng ở nhà còn hà đưa còn đưa đi linh vậy thì đa trọng rơi bố mẹ ơi đưa con về đỡ xây dựng gia đình ở xin con để cài đàng hoàng cho mẹ cha rải nga ơi còn đi về quay lại nhà rơi bùa mẹ ơi chàng cưa đoạn con về nhà với bùa mẹ ơi về để mà xung họp gia đình ở gia đình đoàn tu nhà nhà đông bụi ra bố mẹ ơi
con để nhà sân hô đến khuôn nhà mình nhớ thầy vui bố mẹ đoàn đợi chớ con đi rơi dò bố mẹ ơi đây nhân để nhà đây trong mình đi bán nhà đây cho anh cha con cũng bị đang tuổi ở đây là chị đi mình đi hoàn thành nhiệm vụ mà rất phấn khởi đây vì là anh đi chúc phế bình thường ó chỉ là cũng chẳng chỉ là vì mình cũng gia đình bố mẹ thôi thì chăm bố mẹ nếu cùng tác mình ủn là em có ủn mẹ mình cho nhát lắm nữa.